Phóng sự sau đây là một câu chuyện về trường hợp phức tạp và cực kỳ hiếm gặp. Y văn thế giới ghi nhận chưa đến 70 ca, một trẻ bị khe hở môi dưới, xương hàm dưới và sàn miệng đầu tiên vừa được phẫu thuật thành công tại bệnh viện E. Để mang lại cho cháu bé chức năng ăn nhai và phát âm như bình thường, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm đã phải nghiên cứu, hội chẩn đa chuyên khoa nhằm tìm phương án điều trị tối ưu nhất. Bé trai 14 tháng ở Cao Bằng được đưa vào bệnh viện E với dị tật khe hở môi dưới và toàn bộ xương hàm dưới, lưỡi bị dính vào sàn miệng. Với bác sĩ có hơn 20 năm làm nghề này, đây là lần đầu tiên gặp ca hiếm gặp như vậy. Để đi đến quyết định phẫu thuật, các bác sĩ đã rất kỳ công, không chỉ tính đến yếu tố thẩm mỹ, vá vết hở vào miệng, tạo hình xương hàm dưới, tách lưỡi khỏi sàn miệng, mà còn phải dự tính cả cử động của lưỡi để không ảnh hưởng phát âm. Phức tạp ca mổ này làm sao có một kế hoạch toàn diện để mình có thể phục hình được khe hở môi cho cháu, trở về cái trạng thái thẩm mỹ ban đầu và làm sao cháu tái hòa nhập với cộng đồng. Cái thứ hai nữa là phải giải quyết được cái tình trạng khuyết hổng của xương hàm. Cái việc thứ ba là phải giải quyết cái tình trạng lưỡi nó dính ở sàn miệng. Lần mổ này đã giải quyết được vấn đề khe hở môi dưới, hàm dưới và tách lưỡi khỏi sàn miệng cho cháu bé. Nhưng sau khoảng một năm nữa, cháu sẽ cần trải qua cuộc mổ nữa để ghép xương hàm dưới. Khi đó bác sĩ còn phải tính phương án kết hợp xương cho phù hợp. Nếu trong trường hợp mà cái khuyết hổng hàm dưới nó rộng quá mà nó ảnh hưởng đến chuyện mà đóng phần mềm ấy, các bác sĩ sẽ hội chẩn và sẽ đưa ra quyết định cố định xương hàm và ghép xương vào cái thứ hai. Thành công với ca phức tạp như thế này mang lại thêm hy vọng cho những trường hợp bị dị tật khe hở môi vào miệng. Tới đây bệnh viện E có kế hoạch xây dựng quy trình điều trị toàn diện từ phẫu thuật đến điều trị nha khoa, ngữ âm để mang lại cho trẻ nụ cười cũng như giọng nói tròn vành rõ tiếng nhất có thể.